Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu tới các bạn một sản phẩm, đó là cái một bộ đôi thắt lưng khóa bấm tặng kèm với cả một cái ví da hãng Hanama. Thì cái sản phẩm này là có giá là hơn 80.000 và mình hôm nay Lazada đã gửi đến cho mình đặt trong khoảng mấy ngày thôi, tại vì cái này shop này nó ở Hà Nội mà. Thì cái sản phẩm này mình nhận thì mình trả với giá là 6.500, tại vì mình đặt kèm một cái bộ này với cả một cái bộ kem đánh răng trị giá hơn 40.000. Thì cả hai sản phẩm là giá là khoảng 120 ấy. Thì mình đăng ký cái thẻ Timo ấy, thì áp giá vào thì còn là giảm 100.000, thì còn là trả 20. Nên họ tách riêng từng sản phẩm này ra. Tách riêng từng sản phẩm này ra thì mỗi cái mình sẽ trả khoảng mấy nghìn ấy. Ok, à cái bộ đánh răng đấy nhưng không phải 20, không phải 40 đâu mà 20 hay sao ấy. Thì cái sản phẩm này thì mình trả về là 6.500. Vâng, tại vì là cái thẻ Timo 100.000 miễn phí mà. Mình cũng có một cái video giới thiệu nhận 100.000 từ Lazada ấy, là qua cái thẻ Timo này không mất gì cả mà lại được 100.000, lại còn được uống cà phê, uống nước chanh miễn phí nữa đấy. Nhưng mà phải ở Hà Nội hoặc là Hồ Chí Minh nhá, để ra nhận là cái thẻ này trong khoảng 15 phút thì sẽ nhận được cái thẻ và được cái mã giảm giá từ Lazada 100.000 trực tiếp, nên mình mua luôn cái này. Ok, đây là cái hộp của chúng ta. Lần đầu tiên mình nhận một cái sản phẩm từ Lazada mà cái hộp nó nhỏ gọn mà nó được bọc đẹp như này, rất là vuông vắn. Bộ đôi thắt lưng đây, tặng kèm cái ví da Hanama, giá phải trả đây 6.541 đồng, one size một kích cỡ đây, 6.541. Ok, giờ mình sẽ bóc ra cho các bạn xem. Cái sản phẩm này trên Lazada bán đang là hơn 80.000 nhá. Thì những cái link mua hàng rẻ này mình để ở dưới mô tả video, dưới comment video. Và cái link hướng dẫn nhận voucher 100.000 ấy, bạn có thể và xuống dưới video để theo dõi, để lấy cái link để mua hàng và nhận 100.000. Lazada đang có rất nhiều chương trình khuyến mãi, và đợt tới này thì Lazada cũng đang chuẩn bị khuyến mãi Tết này. Hôm nay là mùng 5 tháng 1 dương rồi. Vâng, mình quay video này là mùng 5 tháng 1 dương. Và đợt sắp tới này là nó Tết này thì nó có đợt sale rất là khủng. Các bạn nhớ chú ý vào cái group, mình cũng để link ở dưới để cập nhật những cái sản phẩm liên tục, sản phẩm giá rẻ liên tục. Và đây, ta có một hết rồi. Ta có một cái ví ấy rất là đẹp. Vâng, ví hãng Hanama được bọc trong một cái lớp cái bóng rất là cẩn thận. Các bạn muốn xem sản phẩm này trước? Đây, ví này siêu rẻ, cả một bộ này giá gốc của nó là hơn 80 trên Lazada và mình trả 6.500. Thì cái bộ kem đánh răng kia nó cũng đang về thôi, thì mình cái bộ kem đánh răng đấy thì lại ở Hồ Chí Minh, cái shop đấy ở Hồ Chí Minh. Rồi, cho các bạn xem cái ví trước vậy. Đây, cái tờ giấy nâng chiếc ví của chúng ta đây, mỏng manh và chưa có gì ở bên trong. Ví này thì đựng thoải mái không. Và đây, chiều dài nhá, để mình ước lượng các bạn. Một gang tay của mình, một gang tay thì khoảng 20 cm, cái này hơn 20 cm đó. Gang tay cho người có mấy cái ấy thôi, vì mới mà đẹp, rất đẹp. Cái này có cả mã check code 3 nữa này, check chính hãng không à, tí mình check thử xem như thế nào. Như thật đấy, xuất xứ Trung Quốc rồi, toàn tính tàu đây. Nhìn chả hiểu gì, nói chung là các bạn nước ngoài, đặc biệt là các bạn nước Anh hay nước Pháp thì chắc là sẽ hiểu cái tiếng này thôi. Ok, xem người ta gì đây. Phía trong ví thì có hình một con sói đấy, rất đẹp. Tên là xe quốc sói, tiếng Anh là sói. Các bạn chơi game thì sẽ biết. Bên trong này giống như cái những cái ví thông thường khác. Vâng, đây có một ngăn khóa này, ngăn khóa. Khóa này chế tạo rất dị ở phía đây, các bạn nó ở phía này cơ đấy. Đây, mình đang đóng khóa rồi, mở khóa rồi. Này, nó lại ở phía mặt này. Rất hay. Đây,
Trong có 1 ngăn này. Ngăn này thì chắc chẳng để gì rồi. Để tiền thôi. Ngăn này không hiểu chế tạo của gì. Đây hay. Kiểu sân, rất sân xui ý. Đấy. Nhưng người mùi à. Toàn mùi da bò đấy. Một lớp sân xui. Đây ngăn này đựng tiền rồi. Và một ngăn khóa. Chiều dài hơn 20cm khi mở ra. Đây là ngăn này đựng cát. Cái visit với cả thẻ ATM hay thẻ gì đấy. Trong này các bạn bằng bằng như kiểu ni lông ấy. Ni lông kiểu áo mưa ấy. Nhưng không phải là bằng vải đâu. Đấy. Các bạn mua lưu ý. Bên này cũng thế. Trong này cũng là một ngăn nữa. Đây, ngăn nữa. Rồi ok. Ta bỏ ví qua bên. Một chiếc ví màu nâu rất đẹp. À, gấp khi gấp gọn thì một găng tay đây, nhưng gọn khoảng hơn 10cm. Đấy. Ok, sản phẩm tiếp theo. Đó chính là chiếc thắt lưng da. Bộ đôi hơn 80. Thắt da này mình thấy khá nhiều người khen là đẹp. Thì các bạn mua hàng nếu các bạn nên lưu ý là đọc những cái comment, những cái đơn, những cái bình luận của những người đã mua hàng rồi ấy. Chứ đừng đọc những cái bình luận khác. Bình luận khác là không khéo là những cái shop đấy nó tự bình luận, tự khen. Nên là đọc những cái bình luận rồi, những người đã mua hàng rồi thì sẽ biết được cái sản phẩm đấy tốt hay không. Chiếc thắt lưng da này thì cũng không có gì để giới thiệu nhiều. Các bạn xem sơ qua cái này thôi. Họ đã bấm lỗ sẵn cho mình rồi. Bấm lỗ sẵn xong rồi bọc. Xong rồi bọc cái ni lông rồi vào. Và trước thì rất đơn giản. Nói chung là bây giờ thì càng đơn giản thì càng đẹp. Không có hình gì cả. Đấy. Kim loại. Càng đơn giản càng tinh tế. Kim loại màu đen. Được ép. Nhưng mà ép. Cái này mình có thể chỉnh được này. Mình có thể tháo cái ốc ra để mình chỉnh kích cỡ. Tại vì thế này chỉ là hai cái miếng kim loại ép vào thôi mà. Đây. Một miếng trên, miếng dưới ép vào. Đấy. Đơn giản. Có thể chúng ta có thể thay dây khác. Đúng không? Vì ốc đây rồi. Đấy, cái này rất là tiện. Để đổi dây thoải mái. Ok. Như vậy là mình đã trên tay hai sản phẩm. Giá là 80 mấy nghìn ấy. Mình không nhớ. Và mình mua qua cái voucher của Timo. Miễn phí. Các bạn cảm thấy video của ấy, cái like và chia sẻ với bạn bè để cập nhật những video mới nhất của mình. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những video tới. Ok thì cái hộp bánh răng đang về. Những cái link mua hàng và những cái link mua sản phẩm giá rẻ mình để ở dưới video ấy. Các bạn xuống dưới video để theo dõi.